Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch thì ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã ra thông điệp 5K, kêu gọi mọi người cùng nhau thực hiện việc chung sống an toàn với dịch bệnh. Chúng ta đừng quên đeo khẩu trang nhé! Hãy nhớ giữ khoảng cách nơi đông người. Không tụ tập nơi đông người. Và đừng quên khai báo y tế nhé.